Miss International Đài Loan đạo nhái vương miện Việt Nam chế tác, Phương Anh dùng lực vì đối thủ mạnh. Dù chưa diễn ra, nhưng Miss International 2022 hiện đang trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, một đối thủ vô cùng mạnh của Việt Nam đã xuất hiện. Tuy nhiên, nàng hậu bất ngờ vướng nghi vấn đạo nhái. Mới đây, bộ ảnh chụp dưới nước của Hoa hậu quốc tế Đài Loan 2022 Joanie Zen đã gây sốt trong cộng đồng fan sắc đẹp. Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách chụp ảnh, nàng hậu còn được khen hết lời bởi nhan sắc trong veo đậm chất Á Đông. Tuy nhiên, cộng đồng mạng Việt đã nhận ra chiếc vương miện mà mỹ nhân này đang sử dụng có nhiều nét tương đồng với vương miện Việt Nam đã tài trợ cho Miss International Nhật Bản 2023. So sánh giữa hai vật phẩm quý báu này, nhiều người thấy rõ nhất chi tiết giống nhau chính là phần trung tâm của vương miện có nhiều tia được xòe ra, nâng cao độ hoành tráng về vẻ bề ngoài của người giành chiến thắng. Tuy nhiên, vương miện của Hoa hậu quốc tế Đài Loan được đính một viên đá quý to ở giữa, còn vương miện của Nhật Bản lại được nhấn nhá bằng những viên ngọc trai. Nhiều người đã hiểu lầm rằng vương miện của Đài Loan đã mượn ý tưởng đến từ vương miện do Việt Nam chế tác. Tuy nhiên, sự thật lại khác. Vật phẩm này đã được Joanie Zen đội và chụp ảnh vào tháng 9 năm 2022. Thời điểm này, thiết kế của vương miện Miss International Nhật Bản vẫn chưa được công bố và Việt Nam cũng chưa hé lộ thông tin sẽ tài trợ vật phẩm này cho xứ phù tang. Vì vậy, việc nói tổ chức sắc đẹp của Đài Loan sao chép ý tưởng thiết kế là hoàn toàn vô lý. Trước đó, chiếc vương miện mang tên Mặt trời trên đỉnh núi Phú Sĩ do Việt Nam tài trợ cho tổ chức Miss International Japan được công bố vào ngày 5 tháng 11, còn Joanie Zen đăng tải video cô đội chiếc vương miện này từ tháng 9 năm 2022. Hiện tại, vụ việc vẫn đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người đã đặt nghi vấn rằng liệu có phải đơn vị chế tác tại Việt Nam đã lỡ tay làm giống chiếc vương miện Hoa hậu quốc tế Đài Loan để cho ra được vương miện của Hoa hậu quốc tế Nhật Bản. Về phía đại diện Việt Nam, Á hậu Phương Anh, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, nàng hậu là một trong những người đẹp được đầu tư nhất nhì Việt Nam trên chặng đường đi thi quốc tế. Đếm từ ngày trước khi Á hậu Phương Anh lên đường sang Nhật chinh chiến, người đẹp không chỉ đầu tư nghiêm túc về rèn luyện tri thức mà còn cố gắng từng ngày để nâng cao chuyên môn trình diễn. Thông tin mới nhất về quá trình tập luyện của nàng hậu được chia sẻ rằng sau Minh Triệu, Danny Walker, Miss Montana USA 2018 sẽ là người training các kỹ năng cho Phương Anh. Trước thềm chinh chiến, Á hậu Phương Anh cũng dùng sức để lột xác về mặt hình ảnh. Vừa qua, cô gây bất ngờ với hình tượng đầy mới mẻ trong bộ ảnh mới kỷ niệm 2 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Với nhan sắc ngày càng thăng hạng, nàng hậu được fan sắc đẹp kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại Hoa hậu quốc tế 2022. Được biết đến như một nàng thơ với vẻ đẹp trong trẻ và dịu dàng, Á hậu học giỏi nhất mạnh dạn thử sức trong layout makeup đầy sắc sảo, chính thần thái quyến rũ và sự tự tin đã giúp nàng hậu thoát kén đầy ấn tượng trong bộ ảnh lần này. Nếu lúc đăng quang Phương Anh mang đến một vẻ đẹp ngọt ngào thanh khiết, thì ở thời điểm hiện tại, ngoại hình của mỹ nhân Sài Thành đã nâng cấp trở nên sắc sảo và gợi cảm hơn. Hiện tại, Phương Anh đang trau dồi kỹ năng trình diễn, phỏng vấn và học thêm tiếng Nhật để phù hợp với tiêu chí của cuộc thi năm nay. Là mỹ nhân hội tụ đầy đủ nhan sắc lẫn tài năng, nàng hậu được nhiều người hâm mộ dự đoán sẽ đạt thành tích cao tại Hoa hậu quốc tế 2022. Được biết đến với danh xưng Thế vận hội sắc đẹp, trải qua hơn 62 năm lịch sử, Miss International là cuộc thi sắc đẹp đứng thứ 3 trên thế giới. Theo thông tin từ ban tổ chức, tháng 12 này cuộc thi năm nay sẽ diễn ra tại Nhật Bản và theo dự kiến cuối tháng 11, Phương Anh sẽ chính thức lên đường sang Nhật và sẵn sàng chinh chiến tại cuộc thi. Sau hơn 1 năm đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh đã mang về cho mình một nhiệm kỳ vô cùng thành công khi nhận được nhiều thiện cảm từ các fan hâm mộ sắc đẹp, sở hữu khối thành tích và trình độ học vấn đáng nể. Phương Anh còn quyến rũ khán giả bởi nhan sắc trong sáng, đậm chất tri thức. Á hậu Phương Anh còn thường xuyên oanh tạc các bảng xếp hạng dự đoán Miss International 2022, luôn nằm trên những vị trí đầu. Cuộc thi hiện cũng đã mở bình chọn top 15 cho thí sinh được yêu thích nhất. Với lực lượng fan sắc đẹp hùng hậu, Phương Anh được dự đoán sẽ dễ dàng lọt top 15 nhờ sự ủng hộ lớn của khán giả.